Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 332 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 95 người, bị thương 323 người, tăng 91 vụ, tăng 5 người tử vong, tăng 163 người bị thương so với 6 tháng đầu năm 2023. Riêng tháng 6 năm 2024, tính từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người tử vong và 38 người bị thương. So với tháng cùng kỳ năm 2023, tăng 5 vụ, giảm 4 người tử vong, tăng 18 người bị thương. Qua đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng các địa phương tập trung tuyên truyền, tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm. Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã phát hiện 126 vụ, tăng 39 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Khởi tố 74 vụ, 74 bị can, xử phạt hành chính 4 vụ, 6 đối tượng, đang xác minh 48 vụ. Đa phần các vụ trộm cắp tài sản xảy ra là trộm cắp nhỏ lẻ tại các khu dân cư, trộm cắp các thiết bị vật tư tại các công trình đô thị đang triển khai xây dựng. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng thường có sự theo dõi, quan sát các địa điểm để trộm cắp, vị trí đột nhập, thời gian chủ yếu xảy ra vào ban đêm. Mỗi nhóm thường có hai đối tượng trở lên với phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thành lập 372 đoàn thanh tra kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm. Tổng số cơ sở thực phẩm được thanh tra kiểm tra giám sát là trên 6.000 cơ sở. Trong đó có trên 4.700 cơ sở đạt, chiếm trên 76%, trên 1.400 cơ sở có vi phạm, chiếm trên 23%. Lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 187 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 600 triệu đồng, hướng dẫn nhắc nhở cho thời gian khắc phục tồn tại trên 1.200 cơ sở. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm, biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn công khai tổ chức cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên nhận được phản ánh của người dân, người lao động về việc một số đối tượng gọi điện thoại yêu cầu cập nhật căn cước công dân, địa chỉ email vào ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số bằng đường link do sai thông tin, đồng thời yêu cầu người dân kết bạn Zalo trên điện thoại để hướng dẫn điều chỉnh. Nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của người dân, người lao động được bảo mật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đề nghị các đơn vị phối hợp thông tin đến người lao động, người dân trên địa bàn, đề cao tinh thần cảnh giác, không kết bạn Zalo, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, nhận diện khuôn mặt cho người lạ để tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Người dân cần tăng cường cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội, lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng.